Matthew Nathapong phấn khích đăng hai đoạn cover La Lisa của Lisa, nơi tuy nhiên ngán ngẩm, chỉ nên đi đóng phim. Điều gì khiến đoạn cover La Lisa của Thiel Nathapong gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội như vậy? Thiel Nathapong, nữ diễn viên người Thái Lan được biết đến là một fan ruột lâu năm của Lisa Blackpink. Ngoài việc hâm mộ Lisa từ lâu, Thiel Nathapong may mắn có được mối nối và có mối quan hệ khá thân thiết với em út của Hắc Hường. Cô nàng không bỏ sót bất kỳ concert nào của nhóm được tổ chức ở Thái Lan. Được đặt cách vào tặng hậu trường để gặp gỡ Lisa và Rosie, có chữ ký tay của 4 thành viên nhóm. Những khoảnh khắc đặc biệt này khiến không ít người từng ghen tị với Thiel Nathapong. Đương nhiên, trong sự kiện đặc biệt khi Lisa ra mắt MV solo đầu tay mang tên La Lisa, Thiel Nathapong đã không thể bỏ lỡ. Cô nàng không chỉ đăng bài viết bày tỏ cảm xúc với ca khúc La Lisa của người em thân thiết mà còn nhanh chóng cover lại đoạn nhảy ấn tượng trong ca khúc này. Thậm chí không phải một mà Thiel Nathapong đã đăng tới 2 clip cover nhảy trên Instagram. Xem ra cô nàng cực kỳ phấn khích với sự sôi động của điệu nhảy trong La Lisa. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về đoạn cover của nữ diễn viên hạng A Thiel Nathapong. Trong clip đầu tiên, phần lớn nhận xét đều cho rằng những động tác của Thiel Nathapong thực hiện chưa có sự kết dính, rời rạc, không toát lên được khí chất vốn có của bản gốc. Có vẻ như sau clip đầu tiên không được lòng người hâm mộ, cô nàng đã tiếp tục cho ra mắt đoạn cover thứ hai. Đáng nói, kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn nhận được nhiều lời phàn nàn, chê trách hơn trước. Sau đây là một vài bình luận của netizen Thái Lan về việc Thiel Nathapong cover lại La Lisa. Nhảy như một trò hề vậy. Thật là buồn cười. Giống một chú ếch xanh đang nhảy. Có vẻ như không giống với bản gốc. Xem xong là tôi quên luôn phiên bản gốc rồi. Tốt nhất chỉ nên đi đóng phim thôi. Ngày càng lố bịch, quá đà. Diễn xuất là hợp nhất với cô ấy, những cái khác thật sự quá giới hạn. Đúng là năng lượng tràn trề, nhảy từ tem tới sáng mà chẳng ra gì cả. Chỉ băn khoăn không biết có phải cô ấy bị mộng du và nửa đêm dậy nhảy không. Tiêu ơi, bạn không biết mệt hả? Hãy dừng lại đi, làm ơn. Tôi đang xem cái quái gì vậy? Lần đầu tiên xem MV, tôi đã đoán được Thiel Nathapong chắc chắn sẽ cover lại và tôi còn dự đoán trước kết quả sẽ bị ném đá tơi bời mà. Tiêu ơi, dừng lại đi, vui đùa quá mất rồi. Bắt chước Lisa nhưng bạn nhảy trông thật buồn cười, nó hoàn toàn không giống với khí chất của dancer trẻ tuổi. Bạn khiến tôi bật cười sau khi xem xong, thật giải trí mà. Lệch nhịp hết rồi Tiêu ơi. Một số người hâm mộ đã để lại bình luận bảo vệ Thiel Nathapong trước nhiều bình luận chỉ trích. Mọi người đổ xô chỉ trích cô ấy nhiều vậy, chẳng lẽ là một diễn viên họ chỉ được đi đóng phim, không được chơi TikTok, không được nhảy sao? Cô ấy nhảy không quá đẹp nhưng đã cố gắng rất nhiều mà. Không bằng phiên bản gốc, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ quá. Mọi người bớt ném đá cô ấy được không? Cháy quá đi, Thiel Nathapong. Còn bạn thấy sao với màn cover của Thiel Nathapong?